Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cũng ngày 22 tháng 10 niên Quý Mão. Đây là ban trị sự của Long Phú, thị xã Tân Châu, An Giang quý vị. Cũng là đây là buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Giáo lý Duyên Quỳnh thì Bạch Lê đang thuyết ở phía trong hội trường của quý vị. Đây là trước cổng ban trị sự. Đang quay sao ai đừng lát ai lát đang quay uống được. Đây là trước cũng cặp đường lộ luôn nha quý vị, trường về thị xã của Tân Châu. Giờ bích giang sẽ đi vào hội trường buổi thuyết giảng rồi quý vị. Vậy ở đây không hậu cần đâu. Đi xuống đó. Đường đó đó hả? Đây đã chờ đường uống đá vào. Đã chờ đường uống đá vào hả? Đây là hội trường của buổi thuyết giảng của Long Phú mà quý vị. Đó là chú Phật đường sáng châu thành, mới còn lòng mới cảm nhận an, chuyện châu tư Phật có còn dài, có đặc trụ không tâm mà có. Thì hôm nay sau cái chú Phật đường là nơi nào? Bài bảy sau phải sáng châu thành. Chào chị. Không biết làm ở đâu, không biết làm. Nhưng mà mấy cái đó là được chịu. Đang quay không ăn được. Cô ơi, nãy phát bánh bao quá, giờ còn cái nào không cho con về cái rồi cô. Nãy thấy phát cho quá mà. Đồ bởi vậy. Có lợi gì vậy? Hả? Có lợi hả? Dạ. Dài không lợi nha. Dạ. Đây là lập giảng viên. Lập giảng viên. Nó mới động nãy rồi á. Mẹ em rồi. Ai đi chứa lại bây giờ thì kêu mình là cũng xin nhiều quá à. Không có. Ai mai cũng chết nữa bà. Rồi cũng chết. Mấy dạy nha buồn bạn của bà. Không biết mà nó không biết vô được. Ok, bạn đã đi qua.
nơi vui vẻ đồng nào ở trong chốn Phật đường rất là cao quý với đạo đạo, không phải như không mà chúng ta được ở trong chốn Phật đường này đâu. Có nghĩa là chúng ta có duyên với Phật, với thầy rất nhiều kiếp rồi với đồng đạo, nhất là tín đồ Phật giáo của hậu chúng ta đã có duyên sâu với thầy, vì vậy hôm nay chúng ta ở trong chốn Phật đường, có nghĩa là chúng ta ở trong cái chốn giáo lý Phật giáo của hậu chúng ta nè, là mình có duyên sâu với thầy lắm. Mà là chúng ta từng nhắc là duyên lành đó được cùng đi dẫn qua phút trước thiện duyên hữu phần, hay là nhằm bù đắp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp giúp ta lên cạnh tu hành. Nó là 18 năm, 5 năm tỷ mạo sau quá nguyện ra đời để cứu độ chúng sanh. Ai có được ở trong chốn Phật Phật đường này, đó là chúng ta đang bước vào cái lưỡi cửa trăm hạnh phúc trong đồng đạo. Bởi vì chỉ có con đường chúng ta ở trong chốn Phật đường, chúng ta phải cần đeo trong đó, đó mới là cái con đường trăm hạnh phúc mà thôi của đồng đạo à. Chính vì vậy mà là chúng ta từng mơ ước và biết làm sao gieo đạo thất bại đồng thương nhân loại tiêu vào chặt hạnh phúc, và chỉ có ở trong chốn Phật đường chúng ta mới có cái điều kiện để thăng qua cuộc đời của mình, mới bước ra khỏi con đường luân hồi, chúng ta mới giải thoát sanh tử của đồng đạo. Bởi vì chúng ta có ở trong chốn Phật đường thì Phật đường đây là những cái giáo lý mà Đức Thầy chúng ta dạy đó, nó sẽ có một cái kỹ năng để đưa mình giải thoát sanh tử. Còn nếu chúng ta không ở trong chốn Phật đường thì chúng ta không bao giờ tôi tập để giải thoát được cái đồng đạo. Vì vậy mà đồng đạo thấy thầy chúng ta nhắc làm sao với đồng đạo, nay tôi ở trong đạo tràng, hay chúng ta chẳng ở trong chốn mặt đường đó, nay tôi ở trong đạo tràng cũng như kết chặt rào rằng mặt trong người khuôn Phật hiện màu hình ảnh có bóng tôn cũng sáng các ngày, từ trên cho đến mặt mày cúi đầu làm lễ nguyện rào quy y. Cái gì vậy mà trong chốn mặt đường có nghĩa là chúng ta đã quy y vào đạo, chúng ta đang tương tác với đồng đạo. Thế nên đây là cái ngưỡng cửa để chúng ta bước vào cái chỗ trường sanh bất tử của đồng đạo phát triển. Và đại chúng ta nhắc là ngày nay sớm đến Phật đàn, Phật đàn hay Phật đường cũng là một đó, ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tậu treo cái cửa trường tồn không còn mắc não. Đây là giáo lý gì mình thi bạch lời đàn thuyết trong đề tài thứ hai. Mà trong lúc mặt đường này chắc tao biết rồi, chúng ta phải làm sao? Chốn mặt đường thì phải ráng trao đức hạnh với đồng đạo. Chốn mặt đường ráng trao đức hạnh. Chữ ráng có nghĩa là cái lời nhắc nhở chúng ta làm sao phải cố gắng với đồng đạo. Cái gì khó lắm, nặng này lắm, nhắn quan trọng lắm mới ráng với đồng đạo. Hôm nay chúng ta thấy không? Thầy chúng ta tâm phòng bỏ sinh dạng giáo lý đó, các bạn phải nhắc về cái chữ ráng. Thầy nói là gần 300 lần cái chữ ráng với đồng đạo. Ráng tu lần mà chết, hay là chúng ta nhắc sao với đồng đạo? Hãy ráng tu rằng mà chết đừng để chết đến mà chẳng có tu, hay là ráng như là ráng quyết giao lan tấm mặt cho mình, hay chỉ quyết hay là ráng thì ráng là cố gắng hết sức của mình, cái gì khó cái gì quan trọng là chúng ta ráng. Hôm nay đặc biệt với bạn chúng ta kêu ráng là cái gì này, ráng trao đức hạnh. Thưa quý vị, cái chữ trao là sao? Chữ trao nghĩa là trao giữa dồi mài cho nó được tốt đẹp cái đồng đạo à. Chính vì vậy mà chữ trao ở đây đó có đọc nghĩa chữ tu như đó, tu tập có nghĩa là làm sao con người chúng ta phải cố gắng trao dồi, trao sửa của mình được tốt đẹp thì gọi là trao. Thầy chúng ta cần nhắc là sửa trao là phần của mình. Xưa nay lời lẽ sự tin rõ ràng, chúng tôi đã ơi giàu giáo biết thế này, chúng ta chẳng có hay cỡ nào đi chăng nữa mà cứ làm lại chúng ta coi lần chúng ta không biết dọn lại mình để trao sửa lấy mình rồi thì sao? Không Phật thôi cũng bó tay phải không các bạn? Do đó mà Phật tiên thánh lòng lưu ngàn hải những thức cao thế giới hòa bình nên ra đời truyền bá sự tin cho sinh chúng sửa mình trong sạch. Chính vì vậy mà trao dồi đúng thuật thanh ly nữa sao mới biết hành kim thành tài theo cái đạo. Do đó mà các bạn chúng ta người tu thì cái công việc đầu tiên của mình là làm sao phải dồn lại mình để trao sửa cái mình của đồng đạo. Chúng tôi đã cầm lại chúng ta thấy rằng không ai tu mà không chịu trao dồi mà hành không được thanh nhân. Chính vì vậy mà cái đồng đạo phải có trao dồi, chúng ta tự dồn lại mình trao sửa lấy mình thì chúng ta mới được tốt đẹp. Còn nếu chúng ta không tự dồn lại mình, không tự trao sửa lấy mình thì giờ chúng ta tôi có mấy chục năm đi chăng nữa, có ngàn kiếp đi chăng nữa thì chúng ta cũng không bao giờ trong sạch, không bao giờ tốt đẹp được. Chính vì vậy mà cái vấn đề này trao sửa với mình là vấn đề rất là quan trọng của đồng đạo. Cho nên tôi nói đồng đạo hôm nay với đồng đạo đang có những người đó, lúc nào cũng mong muốn cho người ta khen mình, mong muốn cho người ta quý trọng mình, mà giờ mà cảm thấy mình thì sao? Những nói tôi thật xấu, không có ngăn chừa, không có trao sửa gì hết, mà mong cho được thơm ngon, mong cho được cao quý, chuyện này có được không với đồng đạo? Giống như một cái người đó là tối ngày không có tắm, không có rửa vậy trơn á, mà tối ngày cũng xức nước thơm vào, ướp nước thơm vào để cho mình thơm thôi, thơm nổi không cái đồng đạo? Có đẹp cái đồng đạo, cái người mà công tâm cái đồng đạo cũng kinh nghiệm đi, cái người mà công tâm rửa cho sạch đó mà xức nước thơm nhiều chừng nào cái càng hôi thì mấy cái càng hôi thì mấy cái đồng đạo. Do đó mà mỗi đồng đạo chúng ta muốn mình được thơm ngon, muốn cho mình được cao
quý thì làm sao cái đồng đẳng ta phải tự trao đổi với mình cái đồng đẳng. Cứ quan mình nói cái câu chuyện mà lúc này chúng ta về mặt liên quan thì lúc bây giờ có một cái đồng pháp này đó, ông tốt đến cái thầy, ông thấy cái này mình còn trẻ nè, mới ra đời dạy đạo mà biết bao nhiêu người đó là nguyên ngưỡng của mình, cho ông mà ông có cái tâm bên đây này, ông mới hỏi cái thầy đó coi, ông có hỏi ông nè, một cái người đó là tu ba mươi một năm, với một cái người đó là mới tu á, vậy thì cái người nào công đức nhiều hơn? Thầy những cái đạo biết cái này trả lời sao không? Cái này có hai người công đức bằng nhau, thì sau đó là ông này ông mới định là ông giải nha. Mà cái thầy cũng đây dần lại cái thầy nói nè, ông hỏi ông nè, một cái người đó người ta ở ngay cái sông lớn nhưng mà quanh năm ăn tháng người ta không có tắm rửa, người ta không có kỳ cọ gì hết trơn, còn cái người mà ta ở rất là xa sông lớn nhưng mà mỗi lần ta được ra sông lớn lần xa người ta tắm rửa, người ta kỳ cọ cho thật sạch, vậy xin hỏi ông, cái người ở ngay sông lớn mà không có tắm rửa không có kỳ cọ, có một cái người ở xa sông lớn nhưng mà khi mà gặp nước lần ta tắm rửa ta kỳ cọ thật sạch, vậy hỏi ông cái hai cái người này, cái người nào trong sạch hơn thì sao cái đồng đạo, cái người nào sạch hơn? Ông hỏi vậy rồi thì thầy chúng ta trả lời như thế thôi này, không cần giải thích. Thì ông khách này hiểu được ý của thầy, sau đó là cúi đầu mới đặng lẽ ra về với đồng đạo. Thế vậy mà qua cái câu chuyện này chúng ta ơi, tu cả ngàn năm mấy chục năm mà chúng ta không trao sổ thì mình không bao giờ không sạch được. Còn cái người ta mới bước vào tu thôi, nhưng mà ta siêng năng, ta tinh tấn, ta tối ngày ta dòm lại mình, ta trao sữa thì chắc chắn cái người này sẽ được tốt đẹp. Chính vì vậy mà người tu phải làm sao cố gắng với đồng đạo à, sát trần tục như cây cảnh thân, làm gì hoài mắt phải thiếu mòn, kẻo như bào, chiếc nó cũng giòn, đến từng đó trong giàu rất tốt phải không? Cho nên mà mỗi đồng đạo mình cũng dòm lại mình, trao sữa lấy mình với đồng đạo, rồi tu mà nó làm biến giao sổ rồi đó, không có chịu cực khó, khổ khó mà để chúng ta giao dầu rồi đó, không có thành công. Thế nên này chúng ta dạy sao với đồng đạo, ráng thực làm là bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thánh. Về hưởng giới tổ tiên mới mạnh hết dịp đề trừ giật nhật xưa, khỏi lòng trầm các việc thánh thưa, sự giả tạm tha nông chứng bỏ. Muốn tâm tánh là kia sáng tỏ thì khổ đề, phải chịu nhọc nhằn, lòng được tu thì phải được hành chớ đường khó, an điều sung sướng. Thưa quý ông đạo, mà trao ai trao cái gì đây? Xuống Phật đường sáng trao, nhưng mà đặt đề bài trao đức thánh. Thưa quý ông đạo, nghe này đức thánh là gì quý ông đạo? Xin thưa quý ông đạo, này chúng ta nhắc về đức thánh các bạn nhiều. Các chư Phật từ đây biểu tiễn có ai là đức thánh hiện từ, hay là nữ nam mới có ăn hao sáng trao đức thánh, ngày sau sẽ từ. Để đạo nam mình đâu có đức thánh là gì đây? Xin thưa quý ông đạo, đức thánh nó gồm có đó là đạo đức và phẩm hạnh quý ông đạo. Gồm có đạo đức và phẩm hạnh, có nghĩa là đức là sao? Đức có nghĩa là do cái tâm lành của chúng ta, cái tâm chúng ta chứa điều lành, có lòng từ bi bác ái với người mới nhập thì nó sẽ tạo ra cái đức. Đức do cái tâm lành mà chúng ta tạo lập nên. Mà này chúng ta cần nhận sao rằng là kính nhẹn lầm ngon thấy mấy màu, đức là đạo cả chứ ở đâu? Chiên lành hạnh có ơn chân quá, hồi đắc nền nhân thì đức tại sao? Chứ vì vậy mà cái người nào sống mà có cái tâm lành, có cái nền nhân càng ngày chúng ta càng hồi đắc tiên thì cái đức chúng ta càng ngày nó càng lớn càng sâu của đồng đạo. Còn hạnh là gì? Hạnh có nghĩa là cái nết na, cái phẩm hạnh ở bên ngoài của đồng đạo. Chứ vì vậy mà cái hạnh thay cũng là cái thân thiện và tốt đẹp từ bên trong lẫn đến bên ngoài thì gọi là đức hạnh của đồng đạo. Xin lưu với các đồng đạo, quý cô bác ơi, một cái con người chúng ta nói mà không có đức hạnh rồi thì sao? Là một con người ấy, con thế mà có cái người không có đức hạnh, ta cũng không có ai mà hạnh dụng thì hết trơn luôn. Cái gì vậy mà cái hạnh đây là cái mà hạnh cơ bản của cái đạo đức làm người. Một con người xong muốn còn cái đạo làm người thì làm sao? Cái bạn nhân phố gọi. Em cách gọi, cái đại nhân rồi. Phố dưới tỷ phú á. Phố tỷ phú. Kết bạn chưa? Có kết bạn mà chưa có qua được. Bởi vì mới nhờ kết bạn bên gì? Chưa có qua. Cũng không bao giờ thì chị hậu qua với em. Chờ lát đi. Nên này chúng ta nhắc là nữ nam muốn tỏ âm nam thì phải làm sao đó đã? Ráng trao nước hạnh, ngày sau sẽ từng. Rồi sau này chúng ta muốn về Phật, chúng ta không có đức hạnh, chúng ta về Phật được không quý ông đạo? Không được, tôi nói thật. Đức hạnh đây là cái đối tượng mà chư Phật tuyển chọn ở ngày sau. Các chư Phật từ đây biểu tuyển coi ai là đức hạnh hiện thực. Chính vì vậy mà cái người có đức thì mới có hạnh, đồng thời cái người hiền lành mới là cái người đức hạnh nha quý ông đạo. Nếu chúng ta mà không có hiền lành rồi thì chúng ta chắc chắn là mình không có đức hạnh. Đây này, hôm nay chúng ta thấy rằng đức hạnh rất là quan trọng quý ông. Đức hạnh là cái nền tảng cơ bản của đạo làm người. Đức hạnh là cái điều kiện để đôi chúng ta nhận thọ đông quan. Đức hạnh cũng là cái điều kiện để giúp chúng ta được về cõi Phật.
có đất hạnh chúng ta phải làm sao, không có đất hạnh chúng ta phải làm sao. Cái thứ hai là nó thường được bài của bài ráng giữ gìn luân lý tam căn, còn đất hạnh mới là cao quý. Vậy thì cái bước đầu tiên của cái người công nhân chúng ta đó, theo cái khẩu nữ dạy chúng ta đó, thì làm sao một con người mới có đất hạnh thì chúng ta phải giữ cho tròn luân lý tam căn của thường. Quý đồng đạo ạ, bây giờ các đồng đạo coi coi bây giờ tam căn là gì. Tam căn còn có là cung thần căn, phụ nữ can và cung thân can. Thì cung thần ở đây có con mau đó, đó là cái đạo vua con, hôm nay nó là cái thân đất nước nó đang đập. Vì vậy mà cái người nào cũng có đức hạnh thì làm sao chúng ta phải là cái người công dân tốt đất nước, phải tận trung quá mất mới được chúng làm đạo ạ. Còn hôm nay chúng ta tu mà đấu này chúng ta phản hội quê hương đất nước, làm những điều làm cho nước nhà đau khổ, thì cái người này phải nói là con có đức hạnh với đạo. Cung thần can tức là làm sao phải làm công dân tốt của đất nước. Cái thứ hai là phụ tử can tức là đạo cha con, thì làm sao chúng ta cũng phải nhớ một cái người mà muốn có đức hạnh thì làm cha thì phải sao, làm cha thì phải hết lòng nuôi dạy con cái cho thật tốt của dân tộc. Bây giờ chúng ta bắt giáo phụ như quán nuôi con mà không biết dạy con, người làm cha mẹ chịu phật bảo con. Ngày nay chúng ta học đạo ra một trong gia đình đạo cha mà không có đức hạnh rồi sao, không có đức hạnh không dạy dỗ con cái được, không có đức hạnh không dạy dỗ con cái được, mà con cái chúng ta mà mình dạy không nghe rồi đó, làm sao nó được, nó sẽ làm những cái chuyện đó là cố đen trong xã hội đó. Thế vì vậy mà bổn phận ông cha thì phải người ông cha có đức hạnh có đức hạnh mà biết thương yêu dạy dỗ con cái, nếu nó có lỗi lầm thì có được lỗi của ông cái ông nào. À, ông cha mà có đức hạnh rồi đó, con cái lỗi lầm thì không bao giờ lỗi được. Hôm nay chúng con gái có nhiều đồng đạo mình, ta cũng tu tu dữ lắm, nhưng mà con gái mình đến khi mà nó làm những cái điều mà mình tính tốt rồi thì xong, cái mắt hết đến hạnh là mắt hết trơn. Hôm nay đến khi nó làm cái điều mình tính rồi đó, đánh như con mình nha, mình kêu vào ông nội, con mình đó mình kêu vào ông cố, ông đồng đạo thấy không, cái hạnh cái chỗ nào đâu cũng đồng đạo. Hay mà con mà nó làm cái điều gì đầu quán của khách nó làm chữ mắng xấu xả thì không được. Chúng ta lúc nào cũng dạy chúng ta cái người có đức hạnh thì sao, còn là cha mẹ cũng không thể nào lỗi lầm cha có hồn hào, đừng chửi đừng rủa đừng chào đừng vui em đời thì đức lớp tươi đậm đà giáo hóa vàng người chẳng hơn, cũng đừng gây gỗ giận thờ cho con bắt chước xạ dơn mới là chuyện mới có đức hạnh. Bây giờ tôi cũng đồng đập bóng phẩm cha mẹ thì hết lòng dạy dỗ con cái, và con cái thì làm như thế nào mới có đức hạnh chưa, con cái phải hết lòng hiếu thảo chăm lời cha mẹ dạy dỗ thì như vậy mới có đức hạnh. Chứ hôm nay mình tu thôi nói chuyện với cha mẹ thì hoang mang bổ phổi thì làm sao có đức hạnh, cứ làm bạn chúng con cũng chứng kiến rất nhiều cái hơi thầm lặng chúng ta đó. Khi cha mẹ già thì sao, cha mẹ già lắm cho cha mẹ đó là quên trước nhớ sau, rồi bắt đầu chúng ta là cái người tu biết ăn chay biết niệm phật và lắm cho sớm giờ kiếm chú không thấy tưởng ở đây chú không đi dự chứ. Thì như vậy người khác chỉ cần nhìn vào cái chỗ đó thôi, làm người ta thấy mình không có đức hạnh thì mất còn cái làm đạo. Chính vì vậy mà một cái người làm con muốn có đức hạnh thì làm sao lúc cha mẹ chúng ta đó là còn tâm thân tình, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chứ năm sau lãng làm trường thầm cha mẹ. Còn chúng ta còn phải là lo cho cha mẹ khỏi bệnh hoạn, khỏi đau nách, khỏi đau đau, chúng ta phải lo lại hơn cái quá đồng đạo. Và một cái điều đó là chúng ta phải làm cho cha mẹ chúng ta được vui lãng hoạn. Nói chung lại cái người có đức hạnh đây là cái người không có yếu, cái người không có yếu mà là chúng ta lúc cảnh như vậy mình sao với đồng đạo. Ở ban cho cả người ơn lắm tầm thì đức đặt tâm thải hoàng quý đồng đạo, và đức hạnh hàng đầu của chúng ta đó là cái yếu đó. Ở nhiều thiên kinh giảng lễ thiếu nghĩa chi tiên tôn giảng nguyện kinh của Phật Tánh Tiên đều dạy sự thiếu nghĩa đồng đạo, mà hôm nay cái thiếu mà chúng ta không còn rồi đó thì bảo đảm cái đức hạnh chúng ta sẽ mang với đồng đạo nhé, có được rồi sao với đồng đạo. À, cô làm chủ tử người ta cô đê, cô đê là gì, cô đê có nghĩa là đạo đạo chồng vợ với ông với đồng đạo chồng vợ. Trên cái con bước đường tu chúng ta nhất là chúng ta là cái người tại gia cư sĩ thì đa số chúng ta đồng bạn chúng ta là cái người đã có gia đình, có gia đình thì làm sao chúng ta phải giữ cái gia đình chúng ta, vợ chồng phải giữ chung phải thương yêu với nhau đồng đạo. À phải chúng ta từng dạy là yêu thương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc, tu cầu nhớ đạo giúp chọn chồng vợ được cháu con hậu hiền thì gia đình đó mới là gia đình có đức hạnh của đồng đạo. Còn hôm nay chúng ta tôi mời cô bác đồng đạo mình coi quan quan có chủ đèo bằng mình mới có đức hạnh được không, cái đồng đạo không bao giờ có đức hạnh được phải không,
rồi bắt đầu thấy là có nàng vợ chồng cứ cãi giả, cứ gây gỗ, mai chia tay, mai ly dị, thì cái người đó không có đức hạnh. Và con bảo đảm với đồng đạo đó, một gia đình mà vợ chồng mà thiếu đức hạnh rồi đó, gia đình nay chia tay, mai ly dị, chúng ta sẽ không có đức, mà không có đức rồi chúng ta dạy dỗ con cái không được. Dạy dỗ con cái không được của đồng đạo. Vì vậy mà hôm nay với đồng đạo nào biết muốn mình dạy dỗ con cái cho thật tốt thì bổn phận trong gia đình chồng hòa mọi người phải làm sao chúng ta thể hiện cái tấm gương nó thật tốt, thì sau đó chúng ta mới dạy dỗ con cái chúng ta được cái đồng đạo. Bởi vì thất đức thì sao, thất đức thì mau đã nói rõ, tu nước này mau được tiêu tan. Do đó mà cái đồng đạo chúng ta phải ráng cái đồng đạo. Ngày hôm nay chúng con thấy có rất nhiều cái gia đình mình cảm thấy mình rất là đau, là sao các khi ông bà ai ông bà cứ ăn chay cứ niệm Phật ở trên thôi mà không ai nói chuyện chay. Cái đồng đạo thấy rồi không có quà, không có lộc gì hết, thì làm sao mình khuyên con cái cho con được. Không ngờ mà cũng không nhớ lại cái cảnh dịch Covid xảy ra đó, có một cái vị đồng đạo này đó, hai vợ chồng tối ngày không có hòa thuận gì với nhau nha. Cái thấy dịch Covid xảy ra rất rất quá sức rồi, cái ông cha ông khuyên ông con ơi con ráng tu đi, rồi bây giờ chắc chắn như vậy đó mà con không tu nữa đó nha, sau này con khổ con người có chắc cha. Thì đứa con này nói xong trong đầu biết không, cha ơi con không dám tu theo cha đâu. Cha tu theo cha đó, gia đình bán gia tài sản, tu theo cha đó là vợ chồng đó là mất hạnh phúc, con không dám tu đâu cha. Quá ngại chưa, nếu chúng ta tu mà chúng ta thấy hiện tấm gương nó thật tốt rồi, tu vợ chồng mà đồng hòa thuận với nhau thì là tấm gương thật tốt không? Bởi vì ta nói là đồng vợ đồng chồng tác chỉ không vững vàng, không đồng vợ đồng chồng này sao tác cái gương lại cũng không xong. Mà chúng ta không đồng vợ đồng chồng rồi vợ gia đình trở nên nghèo khó, thì con gái mình nhà có chỗ đó cũng mất mạng với đồng đạo. Mình tu càng ngày tu gia đình ai tu lắm, tu càng ngày càng khấm khá nè, tu càng ngày càng hạnh phúc thì con gái của mình những người xung quanh ra nó nhìn chồng mình, nó rất giúp mình. Còn tu càng ngày càng khổ, tu càng ngày là càng có làm ăn, càng ngày nó càng suy nghĩ tinh tế, càng ngày nó càng đi xuống công, thì đâu có ai dám tu theo mình với đồng đạo. Do đó chúng ta phải ráng với đồng đạo, đó là người tu thì làm sao muốn có đức hạnh mà phải giữ cho tròn luân lý tam can. Và còn cái gì nữa đồng đạo, phải có ngũ thường. Ngũ thường là sao các bạn? Ngũ thường nó gồm có nhân, nghĩa, lễ, chí tính. Cái người có đức hạnh đầu tiên nhất là làm sao phải có cái lòng nhân với đồng đạo bạn. Mà chúng ta cần nhắc là lòng nhân xứng đáng. Câu hậu càng là đi đường đó đi xuống hả? Câu hậu càng á? Là lòng nhân tức là làm sao chúng ta có thể tâm thương người, thương người mất vật mới có lòng nhân với đồng đạo. Thế thì vậy hôm nay này nói cái chỗ này thì chúng con thấy rằng với đồng đạo chúng ta ai cũng có thực hiện được hết. Nhất là chúng ta gặp những cái người nghèo khó bụng đau khổ sở đó, chúng ta giúp đỡ đi với đồng đạo, có thể hiện cái lòng nhân rất là lớn. Nhưng mà thể hiện cái lòng nhân mà mới có đức hạnh được sao đồng đạo? Không phải chúng ta đem gì đem của chúng ta cho người ta thể hiện lòng nhân như vậy đó, mà chúng ta nóng nhận người ta, chúng ta thương lượng người ta thì cũng không có đức hạnh. Mà cái người vừa đem cho người ta làm sao mà có sự cung kính hay không đó, chứ có đức hạnh nghe với đồng đạo, chứ có đức hạnh. Chứ mà chúng ta cũng thấy có cái người hàng sáng cho người ta là mở cái hậu càng trong đó hả con? Giờ Bích Giang sẽ đi vào khâu hậu cần của ban trị sự phường Long Phú nha quý vị. Chào khâu hậu cần nha. Quá ngon quý vị. Đây, bó tâm sản nha nào quý vị ơi, quá ngon quý vị ơi. Cái người có nghĩa là cái người có lòng nhân thì không chắc
đây món gà ăn lẩu đây quý vị. Quá ngon và quá đẹp luôn quý vị. Chào các mấy cô hậu cần nha. Các cây như là ăn gai, cần cái đất làm tầm, là cái đất làm tầm.
đi tới phải cho hỏi một phần, còn cái môn này tôi xin cho hỏi là 4 phần nó mới nhiều. Cô nói lâu lâu qua mới được cho một lần, cho con một phần, còn cho chị một phần, cho con một phần, cho bốn phần. Chứ cảm thấy tự nhiên hai nhà cổ còn cũng lắc đầu, chứ con nói chuyện nó chỉ cho bây giờ chỉ cho tôi mà chúng ta còn tha còn không có được thắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đoàn lát ăn tráng miệng của buổi dùng cơm xong nha quý vị. Chúng ta về
khỏi tay quân mà cũng chẳng còn học chớ còn tập thế mà các em con người chúng ta một già hết một tát các em cũng phải học cũng phải học đạo và cho đến khi chúng ta giảm sanh về thì chúng ta không được làm với các em cảm thấy học nghệ đủ chưa có về thấy được làm rồi các bạn học nữa hay không chưa hết các em ạ. Chính vì vậy mà thầy cũng có nói còn dài lúc cái sự học làm và phát mạnh chậm lắm có chiều lúc cao nó có dài dài mãi có cùng với các bạn mà lúc này chúng ta nhìn sao quý ba giữ lặng chọn làm chọn sáng về khỏi ra khỏi tay quân nam nữa mà tạo cho quan to tạm trở lại cứu dân chúng ta cứ về nhà mà có nhẹ đau chứ họ bắt mà cũng không cùng lặng học mãi mãi như có cao hết thì lại chúng ta thành hòa chúng ta cho con luôn có công nhân và cái thứ hai là chuyện giao duyên và bắt còn dài các bạn đến về và bắt rất là đau viên không những cho công nhân làm cho chúng ta có học tập không những cho công ở đằng trước bên ngoài bán cho ly cà phê. Ly cà phê với em. Cái lẽ làm cô. Dạ. Là lấy ly cà phê đây là khâu chè phê, cà phê chè đường nước suối không nào quý vị ơi, mày vô mày vô. Mày vô. Hút là hoài kìa, nó nói đây kìa. Ai nè, mới hàng nè. Rồi, cảm ơn cô. Giờ bữa trang được ly cà phê nè nghe quý vị. Mời gì đây. Bất năm ra bàn rồi này nghe quý vị. Thank you.
Hôm nay dữ lắm chồng.